Set dinh dưỡng tiết kiệm cho cả nhà mình đây nè. Nguyên cái set như thế này chỉ với 180g thôi nha cả nhà mình ha, gồm 3 con bầu ngư, 4 nõn sò điệp, 3 thanh cua, 4 hải sâm, 3 càng cua nè, nấm đông trùng hạ thảo, nấm đông cua và táo đỏ. Cái set này mình có thể nấu lẩu được nè, nấu một cái hot soup dinh dưỡng cũng được luôn nha mấy anh chị.